Các em phải cố gắng nha. Bây giờ trước khi nín thở, chúng ta phải thở nước 10 lần cái đã. Thôi mà. Rồi, thở nước 10 lần để cho cái phổi của chúng ta nó thích nghi với nước. Rồi, 10 lần. Thở đều và chậm thôi. Đúng rồi. Đúng rồi nha các bạn nha. Thầy, 10 lần rồi. 10 lần rồi. Đừng nôn nóng. Mấy em còn mệt không? Dạ không. Lần thứ 11. Rồi, nếu mà không còn mệt thì bắt đầu thi nè. Quyền. Được quyền. Anh đếm 1, 2, 3 là cùng nhau úp mặt xuống nha. Dạ. Đâu có được chơi gì đâu, đâu có được chơi. Được, được quyền hít hơi vào 2 lần. Mấy bạn được hít hơi vào 2 lần. Bắt đầu vô nha. Ok, bắt đầu vô chỗ. Rồi, bắt đầu vô nè. 1, 2, 3, úp mặt xuống. Sao còn 4 vậy? Trước kia 6 lần mà, sao còn 4 rồi? Rồi úp mặt xuống liền. Bạn Violet và bạn Biển Xanh đã hít hơi vào 1 lần rồi đó. Mấy bạn còn 1 lần nữa. Ồ, hai bạn này tiên cá sinh đôi Ariel và Pha Lê nín thở lâu quá các bạn ạ. À. Rồi. Wow. Rồi. Rồi bắt đầu lần cuối này nè, lần cuối này nè nha. Rồi bạn Biển Xanh đã chịu thua, bạn Violet đã chịu thua, Ariel và Pha Lê, bạn nào sẽ là người cá chiến thắng ở vòng thi thứ 3 nín thở lâu dưới nước đây các bạn ơi. Rùng quá à, rùng quá à. À, chưa, còn một vòng thi nữa. Rồi, bạn Pha Lê lại tiếp tục chiến thắng.